Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên quốc lộ 38 đoạn qua xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tình trạng phụ huynh và học sinh khi đưa đón con đi học đi ngược chiều diễn ra khá phổ biến. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn giao thông khi lượng phương tiện lưu thông qua đây là rất lớn. Sáu giờ ba mươi sáng cũng là thời điểm hơn 1.000 học sinh của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Đào tới lớp. Nhiều học sinh đi xe đạp điện top 3, top 5 dàn hàng ngang trên đường. Nhiều bậc phụ huynh và các em nhỏ khi đi đúng phần đường cũng rất khó sang đường khi lưu lượng xe qua đây quá đông, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn. Sang khó lắm, thì không tôi luôn đẩy đảo đông như là hội ấy. Đi đúng hướng nhưng mà lúc sang đến được trường thì rất là khó, tại vì đấy cũng là giờ công nhân đi và cũng rất là nhiều xe container, xe tải. Rất lâu bọn con mới sang trường được ạ. Chúng con rất là sợ. Nhiều bạn cấp 1, cả cấp 2 thì đều đi ngược đường, không đội mũ bảo hiểm thì sang đường thì khá là nguy hiểm. Không cẩn thận thì có thể xảy ra tai nạn. Thậm chí nhiều phụ huynh học sinh khi đưa con đến trường cũng không đội mũ bảo hiểm và thản nhiên đi ngược chiều. Xe cộ đi đường rất là đông, nên là cái lúc mà các cháu đưa sang đường hoặc là phụ huynh đưa sang ấy, rồi thứ ba nữa là phụ huynh cứ đứng ở giữa đường đứng ô tô. Có ngày tôi nói thật đó, có ngày ngắt người. Cứ tình trạng như này xảy ra là trước sau đây là cứ lưu thông đang tụ đạt, còn đi ngược đường. Nguy hiểm nhất thì là bây giờ tan trường, tức là lúc 10 giờ 10 phút buổi trưa và buổi chiều là lúc 16 giờ 45 phút, tức là lúc tan trường. Cháu ra lúc giờ quá nhiều, quá đông, đưa đón học sinh cũng rất là đông nữa, nó trở thành những cái nút tắc. Mặc dù là đường quốc lộ có lưu lượng xe đông, nhưng tại khu vực này không bố trí gờ giảm tốc, cộng thêm ý thức của nhiều bậc phụ huynh khi đưa đón con trước cổng trường chưa được tốt, cũng là nguyên nhân mất an toàn giao thông. Cái ý thức tham gia giao thông của một số phụ huynh cũng chưa được tốt. Họ đi đón con ở trường tiểu học hoặc là trường trung học cơ sở, họ vẫn tranh thủ là đi ngược chiều, cho nên là cái mức độ gây nguy hiểm là rất là cao. Chính quyền địa phương cũng đã có giải pháp lâu dài để khắc phục tình trạng các cháu đi ngược chiều trên địa bàn. Xã Đoàn Đào đã quy hoạch phê duyệt các công trình chỉ đợi là khởi công cái con đường ở phía đằng sau, gồm có 3 nhà trường, trung học cơ sở, trường tiểu học và trường mầm non. Quý 2 năm 2024 thì sẽ xong và các cháu là có thể là di chuyển trên các cái con đường này để đảm bảo cái an toàn trong quá trình tham gia giao thông đến trường học tập. Thiết nghĩ trước khi các em học sinh có lối đi mới an toàn hơn thì ngành chức năng cần chú trọng việc tăng cường lắp đặt hệ thống cảnh báo cũng như chỉnh trang lại gờ giảm tốc qua đây. Chính quyền địa phương cùng các nhà trường cần tăng cường huy động con người hướng dẫn phân luồng để các cháu vào trường an toàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Đặc biệt, bản thân một số phụ huynh học sinh cũng cần nâng cao ý thức, thay đổi hành động khi tham gia giao thông, tránh rủi ro tai nạn cho chính mình và người khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục ống kính phóng viên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.